Con không có nói ba dốt, con chỉ nghĩ là ba già quá đó. Đàn ông mà có dốt á vẫn hơn cái đàn bà ở góc bếp. Em xanh lam xanh lam kìa. Cái gì? Bà đã hôn, rú rú rùm. Bà đang nói xấu con đúng không? Bà đã hôn, rú rú rùm. Bà có thể cho con mời bạn của con đi ăn được không ba? Ủa, thì mời đi. Chị mình ăn thịt nướng nha. Dạ. Ừ. Cho tôi đi với được không? Đón xem tập 19 Ngôi sao khoai tây phát sóng vào lúc 19:55 thứ năm ngày 30 tháng 8 năm 2018 trên kênh HTV7.